Mùa mưa lũ đang đến gần, thế nhưng cây cầu tràn trên tuyến quốc lộ 48D tại Bản Tạ, xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đang xuống cấp trầm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn cho người dân trong việc lưu thông. Cây cầu đã gần như đổ sập một phần xuống suối, chỉ còn lại một phần đường cho xe cộ qua lại. Các tấm bê tông, trụ cầu đã rơi ra. Chiều rộng còn lại của mặt cầu chỉ khoảng 2 mét. Các phương tiện qua lại phải chạy chậm. Đặc biệt, cầu có thể sập bất cứ lúc nào, đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân qua lại nơi này. Hàng trăm hộ dân xã Quang Phong rất lo lắng vì đây là tuyến đường độc đạo kết nối xã vùng cao khó khăn Quang Phong với trung tâm thị trấn Quế Phong và huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Đối với người dân ở trong thôn bản ở đây thì họ đi lại là mưa lũ là nước lên cao nè, với lại đi lại khó khăn là cầu thì được gãy nè, mong chính quyền địa phương giúp đỡ cho bà con đi lại đỡ vất vả khó khăn hơn nè. Cái cầu này nó sập xuống rồi, khi mùa mưa bão sắp tới thì người dân chúng tôi rất lo sợ. Khi mà họ không sửa lại cái cầu này thì đi lại rất khó khăn. Với lại tài sản của chúng tôi khi mưa đến thì lũ lụt hết thì chúng tôi biết làm cái gì. Cầu đã xuống cấp gần một năm nay. Đợt bão số 3 vừa rồi do mưa lớn, nước chảy mạnh từ trên cao xuống khiến cầu bị nứt mối, đổ sập một phần xuống suối. Nước chảy mạnh xoáy, ăn sâu hàm ếch, trôi hết phần nền bên dưới còn trơ lại tấm bê tông. Do huyện Quế Phong không có nguồn kinh phí nên không thể xây một cây cầu kiên cố. Chính quyền xã cũng chỉ đặt biển cảnh báo, tuyên truyền cho mọi người cẩn thận khi đi qua khu vực này, chứ giờ cũng chưa có cách nào để xây dựng cây cầu mới. Là sau khi nhận được thông tin báo của chính quyền địa phương thì Ủy ban nhân huyện đã chỉ đạo ban quản lý dự án vô kiểm tra khắc phục. Về lâu về dài thì vì cái đây là cầu tràn sẽ không đảm bảo, nên là mong muốn của ban quản lý dự án cũng giống như Ủy ban nhân huyện là muốn có kinh phí để đầu tư xây cầu cứng để cho người dân đi lại và thuận tiện trong mùa mưa lũ. Đây là tuyến đường duy nhất để bà con qua lại. Cầu sập thì không thể vận chuyển nông sản, hàng hóa và sinh hoạt cho người dân. Xã Quang Phong có hơn 1.200 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Đời sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Hàng năm thường xuyên phải gánh chịu hậu quả, chia cắt của mưa lũ.